Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series giải đáp Hắc Ám Tây Du của kênh Giải trí Tổng hợp. Hồi thứ 198 thì hôm nay mình đã đăng rồi. Thì sau cái hồi này thì các bạn đã thấy có những sự thay đổi rất là ghê gớm. Thanh niên Minh Vạn Kiếp thì được miêu tả là khá là mạnh đấy, còn mạnh hơn cả thanh niên Tê Chiếu và gần như là mạnh nhất bên Hoàng Tuyền Thế Giới. Thì đã có một cái chết là lãng xẹt này. Xong rồi có một chi tiết là thần dụ sư Chi Bắc cũng đã là bên gian tế của Vạn Yêu Quốc và cũng cùng với Linh Uy thực hiện một cái kế hoạch khác. Và mình cũng nói sơ qua một chút nữa là cái về tiến độ câu chuyện này đi. Câu chuyện này bây giờ có lẽ là đi được khoảng nếu mà theo như mình bây giờ khoảng là được 2/3 rồi đấy, hơn 2/3 một chút. Và rất nhanh mạch chuyện từ từ đã có, nó cũng đã gọi là đi vào phần chính rồi đấy, từ từ nó sẽ kết thúc thôi. Có nghĩa là bây giờ các bạn, một số bạn thì cứ hay nó kêu là lan man hết tình tiết này hết tình tiết khác, nhưng mà thực ra cái âm mưu nó ngay từ đầu, đến khi nào các bạn nghe hết thì các bạn sẽ biết là cái âm mưu nó ngay từ đầu rồi, nó sẽ xuyên suốt từ một mạch như vậy, chứ không phải là nó ấy đâu, chứ không phải là nó vẽ vời thêm chi tiết đâu. Có nghĩa là bây giờ đã gần như là đã sắp đến hồi kết thúc rồi đấy, chứ không còn nhiều các chi tiết khác nữa đâu. Ok, thì trước khi vào với cái nội dung chính như giải đáp một số câu hỏi của các bạn đi, thì mình muốn giới thiệu cho các bạn một chút này. Ở bên phần 2 đi. Phần 2 là ở bên kênh Lãng Tầm Kiếm Hào của mình đó. Các bạn cứ lên YouTube các bạn viết chữ Kiếm Hào một cái là nó ra ngay này. Ok. Hiện nay ở bên này thì mình đã thực hiện cái hồi các bạn là cái phần Hắc Ám Tây Du phần 2. Nó đến hồi thứ 17 rồi. Bên này thì phần 2 theo một số bạn đánh giá và theo như mình thì phần 2 lúc mà nó cũng khá hay đấy. Ở phần 2 thì nó bắt đầu nó hiện ra cái có một số giải đáp như là lai lịch của Kim Cô Bổng này. Lai lịch của Kim Cô Bổng thực ra không phải là của Thái Thượng Lão Quân tạo ra mà là đồ vật của Thương Khung Thế Giới, và nó là một cái cán của Thương Khung Kỳ. Đó, mình nói chuyện sơ sơ qua vậy thôi. Các bạn cố gắng nếu mà cảm thấy yêu thích phần 2 thì cố gắng qua bên này theo dõi và ủng hộ mình ở bên này. Sắp tới thì mình sẽ cố gắng thuê các MC khác thực hiện một số bộ truyện khác ở đây nữa. Ok, bây giờ chúng ta quay lại phần chính đi. Đây. Ok, xin chào. Hiện nay thì bên này mình đã hiện hồi thứ 198. Các bạn có thắc mắc nào thì các bạn cứ vô phần cộng đồng này, trước khi làm một cái đó thì một cái vấn đề nào đó thì mình đã đăng một cái dòng cộng đồng đây để các bạn vô các bạn hỏi này, mình sẽ trả lời trong đó. Đây, có khoảng 76 người hỏi đây. Mình xin nhắc lại một chút nhé. Những cái video như thế này là video, mình gọi nó là video thủ tục thôi. Cái mục đích của nó là thứ nhất là để tăng sự tương tác, để hiện hữu cái khuôn mặt của mình lên view nó thật là nhiều hơn. Cái thứ hai là thay đổi tempo của view cho nó khác nhau, và thứ ba là tránh lặp lại những cái view cùng tiêu đề. Nó là như vậy. Rồi, bây giờ vào các vấn đề chính của các bạn đi. Bạn đầu tiên này, cho em hỏi S nói phương thốn linh giới là do đạo chuẩn sẽ mở không gian mà thành, nhưng sao giới chủ không phải là đạo chuẩn mà là người khác? Mong S giúp em hiểu rõ vấn này. Trong đây chuyện nó nói là giới chủ của phương thốn linh giới là Mục Đông Thăng, đạo chuẩn là người tạo ra nhưng mà không phải giới chủ đó. Cái chuyện rất bình thường dễ hiểu thôi, giống như ngày xưa Washington nó tạo ra Nhà Trắng mà Washington không có ở trong đó thôi, đơn giản, rất là đơn giản. Có nghĩa là đạo chuẩn mở ra nhưng mà đạo chuẩn để cho người khác làm, bởi vì đạo chuẩn trong đây là một người gọi là như là không thích danh lợi thì phải. Đó, mà cái chuyện mà mở ra thần quốc mà mở ra cao cấp thế giới mà không làm là cái chuyện rất bình thường thôi, không vấn đề gì cả. Và như vài bữa nữa thì nó có nói đến sơ sơ một chút thì phải. Đây còn một của một bác này cũng hay hỏi vấn đề này lắm đây. Hình như mấy lần trước mình chưa trả lời được đây. Vẫn thắc mắc hung thú và yêu tộc khác nhau ở điểm nào? Linh Uy là Kỳ Lân rồi, ok. Thực ra trong các bộ truyện á, thực ra cả chuyện này đi thì hung thú và yêu tộc thực ra nó không có gì khác nhau cả, nhưng mà ở đây yêu tộc hung thú nó thực ra không phân biệt đâu, nói là yêu tộc hung thú để cho nó dễ hiểu thôi. Có nghĩa là yêu tộc là nó có nghĩa là một cái bên của Vạn Yêu Quốc đấy, nó xuất phát ở trong đó ra. Còn lại hung thú này ở đây là ở riêng tuần thiên giới, nó không liên quan gì đến Vạn Yêu Quốc nên nó phân ra hung thú và yêu tộc thôi. Chứ thực ra kiểu như cái bản chất nó là một, chứ không có gì khác nhau cả. Đó, có nghĩa là cách gọi ra để cho nó phân biệt giữa bên này và bên kia thôi, chứ không gì khác nhau cả đâu. Đây, đến lượt bạn Lê Thanh Hà này. 8 người chấp pháp giả. Ui, câu hỏi này quá dài. Gì đây, ngoài ra cũng biết tính bạo tạc. Đây cái bản thanh hài này có nghĩa là cái câu hỏi của bạn là câu trả lời luôn rồi. Có nghĩa là mấy cái phần mà nói ra trước nội dung thì mình không có giải thích đâu, từ từ sẽ biết thôi. Ở hồi trước thì Hà Đồ Bạch Chiêu Cự bị chiếm mất thân thể mà sao với Thiên Địa Đạo Nhãn tôi không nhận ra nhỉ. Có nghĩa là lúc đấy kiểu như là có thể các bạn nên hiểu là trong chuyện này có nghĩa lúc đấy tôi không vừa mới tới đó, kiểu như là lúc đó không để ý đi, các bạn cứ cho là đấy là không để ý đi, đơn giản như vậy thôi. Và khi mà lúc mà Hà Đồ giết chết Phong Khê thì lúc đấy là tôi không vừa mới đi rồi, có nghĩa là tôi không vừa mới đi, vừa mới cùng sang Ngộ Tĩnh đi tìm Tê Chiếu thì bên này Linh Uy mới ra lệnh. Thì lúc đấy Hà Đồ là mới hiển lộ thân phận, bắt đầu mới giết Phong Khê. Sao hồi trước nói mình thần quân chỉ có 2 vạn thôi, sau này là có 4 vạn mét, kiểu như là nó có 2 huyệt động ấy. Đơn giản thôi, có hai huyệt động, một huyệt động 3.000, một huyệt động 1.000, rồi nó rải rác tùm lum. Có nghĩa là lúc đầu một con số 2 vạn đó, chỉ là nói là ước chừng nha, chứ không có nói chính xác. Ép cho mình hỏi tên của 9 khối trấn rơi thiên bi và người nắm giữ cho đến hiện tại. À, tên của 9 khối trấn rơi thiên bi và người nắm giữ cho hiện tại thì đơn giản này. Phá diệt đệ nhất hào đi là của Diệt Thế Ma Quốc, người nắm giữ là Ma Diệt Thiên và hiện tại là đã bị Tuần Thiên Giả đến tước đoạt đi rồi. Thứ hai là Sinh Thần Đệ Nhị là của Sáng Thế Thần Quốc này, và do hiện nay là do Tiêu Hòa đang cầm. Cái thứ ba là cái thứ ba là của Vạn Yêu Quốc, đúng rồi, của Vạn Yêu Quốc là Độ Yêu Đệ Lục do Vạn Yêu Vương Tàng Giới đang cầm. Cái tiếp tục là của bên là một cái nữa là Phong Thần Đệ Tứ, phong Thần Đệ Tứ là của Vạn Thần Điện, hiện nay là do Bất Nhã Trần đang cầm. Còn một cái nữa là Chấn Hồn Đệ Ngũ là của người Hoàng Tuyền, của Hoàng Tuyền Thế Giới. Rồi cái Độ Yêu Đệ Lục nãy mình nói rồi. Còn những cái như là Thương Lan Thiên Thủy Đệ Bát là đang trong tay Ngộ Tĩnh này, phần Hỏa Cửu Hà đang trong tay Tê Chiếu này. Còn Hoang Thổ Đệ Tam thì trong tay Tôn Ngộ Không. S cho hỏi lúc Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu chạy đám người yêu mộng có một phân đoạn Tê Chiếu bị tiêu hao nguyên khí và lúc đó Tôn Ngộ Không dung hợp tất cả thiên tài địa bảo cùng đan dược tại Hoàng Tuyền Thế Giới tạo thành một khối và rót vào người Tê Chiếu thì giúp Tê Chiếu khôi phục linh lực. Bây giờ chưa tới, ôi cái này đâu cần nhắc tới, cái này cũng nghĩa là ví dụ là giúp khôi phục linh lực thế là xong rồi, nó chẳng có tác dụng nữa, đơn giản thế thôi nhỉ. À đây cái phần thứ hai là cái phần về Tê Chiếu đánh nhau Tê Hãn. Rồi cái vấn đề thứ 9 chấp vào giả này là cái vài bữa nó sẽ có, và cái câu trả lời này cũng gần như đúng rồi đấy, kiểu như bạn vừa hỏi bạn vừa trả lời luôn rồi. Có phải Lục Nhĩ cũng bị phong ấn linh hồn của Minh Tôn và Khai Tịch Giả? Vài bữa nó sẽ có các bạn nhé. Có đoạn người của Liên minh Hồng Hoang Cổ Giới đâm xuyên qua ngực của phe Vạn Yêu Quốc mà không chết, xong vết thương mất luôn, liệu có phải đeo xình xích không S? Đó. Rồi vài bữa có luôn, những câu trả lời này sẽ vài bữa sẽ có. Có nghĩa là mình chỉ trả lời đây những cái mà thứ nhất là cảm thấy nó bị sai lệch này, thứ hai là nó đã có trong câu chuyện rồi mà các bạn chưa biết, còn lại tiết lộ tình tiết mới là mình không tiết lộ. Thấy có vẻ bứt cho Hoàng Tuyền Vạn Yêu hơi quá đà chứ có Ma Quân. Tại vì ở trong đây là những cái phe này là phe kiểu như là mạch chuyện chính mà. Hoàng Tuyền Thế Giới với Vạn Yêu Quốc hiện nay đang là 2 team chính mà, kiểu như là nó là main đấy, nên là phải bứt thôi. Mình có thắc mắc là xem hồi đầu đồng nhập. À đây này, mình có thắc mắc là xem lại các hồi đầu Tôn Ngộ Không nói là đồng nhập với Thiền Địa ở Bàn Cổ Giới, muốn giết hắn thì phải hủy đi cả Bàn Cổ Giới, vậy sao hàng ngày lại giết được Tôn Ngộ Không? Cái này đơn giản là nó là lời của Tôn Ngộ Không nói thôi các bạn nhé. Ví dụ Tôn Ngộ Không nó tự nói là đồng nhập với Thiền Địa, kiểu như là cái lúc đấy còn đang cầm nhìn hạn hẹp, nó đơn giản thôi, không có gì cả. Đấy là suy nghĩ của riêng tôi cũng không thôi. Cũng giống như bây giờ mình kiểu các bạn tự tin bây giờ không ai giết được mình, đơn giản vậy thôi. Đó là nhận định thiển cận của tôi cũng không ở lúc đấy. Hết cho em hỏi là 8 vị vũ trụ chấp pháp giả nếu không cộng là thân thể thì vũ trụ bài xích, nếu bị bài xích thì ra sao? Bài xích sẽ đẩy ra khỏi vũ trụ này ra ngoài hư không, có thể ra một phương vũ trụ khác hoặc ra hỗn độn loạn lưu như trong một số tình tiết trước đã nói rồi đấy. Câu hỏi nhỏ bé nếu vũ trụ không có bị tổn thương trước đại chiến đẳng cấp cao nhất là vài bữa nữa sẽ có. Bàn Cổ Giới thuộc thần quốc nào hết, mỗi cái tiểu thế giới phải phụ thuộc, không có cái chuyện mà tất cả các thế giới đều phụ thuộc vào một cái khác đâu. Có nghĩa là Bàn Cổ Giới trong đây nó không phụ thuộc một cái thần quốc nào hết á. Có nghĩa là nó có rất nhiều bên trong, nó còn đạo, có đạo gia, Phật gia, rồi yêu tộc, đủ các thể loại luôn. Có nghĩa là bên nào mạnh nhất thì sẽ phụ thuộc về bên đó thôi, không có phụ thuộc vào cái nào hết. Cho em hỏi khi đạo chuẩn đưa Lục Nhĩ đi tu luyện khi nào mới trở lại tuần thế giới của đạo chuẩn? Không có đưa Lục Nhĩ đi đâu nhá, bạn nhầm rồi. Cái lúc đấy là thẩm phán giả đưa Lục Nhĩ đi tu luyện, ít bữa nữa là trở lại rồi đấy. Cho hỏi cái mông của anh Chiêu bây giờ chỗ nào? Cái mông của anh Chiêu bây giờ đang trong nội khí thế giới Kim Cô Bổng. Lại nói về Kim Cô Bổng một xíu này, có nghĩa là sang phần 2 ấy, cái Kim Cô Bổng nó không phải thuộc là đồ Bàn Cổ Giới mà thuộc đồ của Thương Khung thế giới. Lúc đấy là ở bên trong chuyện là do Kim Tôn, cái cán cờ của Kim Tôn, xong rồi bắt đầu mấy loạn lạc rơi vào Bàn Cổ Giới và sau mới lọt vào tay Thái Thượng Lão Quân. Phần 2 có Lục Nhĩ không? Ép từ từ, vài bữa sẽ có, cái này không tiết lộ trước. Ép có người yêu chưa? Chưa có bạn ơi. Đang ế chết. Em có thắc mắc về Tây Du Ký, nếu như Đại Thánh Tôn Không không hoành hoang cá cược với Như Lai và nhảy vào lòng bàn tay Như Lai thì không biết cách nào thua không? Thu phục đơn giản. Lúc đấy mà theo tất cả các câu chuyện á, thì lúc đấy Như Lai mạnh hơn tôi không quá nhiều, thu phục đơn giản, chẳng cần nhảy vào tay đâu. Em cho hỏi giới chủ của Vạn Linh Cảnh tên là Linh Giận, giới chủ của Phương Thốn Linh Giới cũng là Linh Giận. Không phải, là không phải Linh Giận nhé các bạn, giới chủ của Vạn Linh Cảnh là Linh Giật nhá. Giật dây các bạn, Linh Giật, giật dây đấy. Và giới chủ của Phương Thốn Linh Giới tên là Phương Thốn Linh Giới là Mục Đông Thăng. Giới chủ của Phương Thốn Linh Giới là Mục Đông Thăng nhé, các bạn chắc hơi nhầm một chút. Tại sao Chi Bắc cái gì cũng thể tính ra mà những gian tế của đại nhân vật kế hoạch lại không thể tính ra dù chỉ là một S nhỉ? Tại vì Chi Bắc chính là gian tế luôn. Đơn giản như vậy thôi. Trong hồi này mới nói rồi này, tại sao Chi Bắc cái gì cũng thể tính ra? Đơn giản vì Chi Bắc nó là gian tế. Nó là gian tế, nó còn tính ra ai nữa? Sao đến giờ này mà Thông Tí Viên Hầu rồi ít bữa phải hụt? Thắc mắc lớn nhất là khi nào bác làm cái video phân tích giải thích toàn bộ cấp bậc ở phần 2? Vài bữa nữa mình sẽ cố gắng, tạm biệt, em bận quá bạn ơi. Bên kia mấy giờ ra? Ở cái lịch ở bên kênh Lãng Tầm Kiếm Hào là cái trung bình một tuần, không phải, một ngày sẽ ra một hồi. Một hồi nó tương đương với 2 chắp gốc. Thì thực ra là cái tiến độ nó y như phần 1 thôi. Phần 1 thực ra các bạn thấy có nghĩa là một hồi nó gần 1 tiếng đồng hồ cả, 50 phút. Nhưng mà thực ra thì 2 ngày nó mới có một hồi, còn bên cái phần thứ hai á, bên Lãng Tầm Kiếm Hào thì cứ ngày nào nó có một hồi luôn, nên tiến độ gần như nhau thôi, không khác gì mấy. Mình giải thích, thấy có một bạn hay cứ hỏi giải thích ma trúc và kim trúc là gì. Ma trúc vì kim trúc, nếu mà bạn phải, có nghĩa là trong câu chuyện nó đâu đề cập gì ma trúc và kim trúc đâu. Mình thấy bạn này hay hỏi cái câu ma trúc kim trúc, cả bên Lãng Tầm Kiếm Hào cũng vậy. Nhưng mình hỏi mấy lần, mình hỏi cái ma trúc kim trúc nó ở đâu ra, ở cái tập nào thì cũng không thấy bạn trả lời, cũng hỏi nên là mình cũng không hiểu là ma trúc và kim trúc nó ở đâu. Có nghĩa là nó nằm trong câu chuyện này ở khúc nào, là hình như mình nhớ mình đọc chả có khúc nào nói về ma trúc kim trúc cả. Diệt thế cửu đầu già sinh ra khi nào dậy S bằng khai tịch giả có hóa lại không? Diệt thế cửu đầu xà trong chuyện này nó là có nghĩa là nằm ngoài vũ trụ hư không, khi nào mà có diệt thế, có kiểu là khí tức bị hủy diệt thì nó lại xuất hiện thôi. S hỏi khai tịch giả trước kia cầm vũ khí gì, vài bữa sẽ biết. S cho hàm chí khối chấn giới thiên bi, chính khối chấn giới thiên bi mình kể ở trên kia hết rồi đấy. Một số khối mà chưa lạ như là thiên thủy đệ bát này với lại phong thần đệ tứ, đó là một số khối ít người biết, ý là ít thiết đề cập tới thôi, còn lại hầu như là có hết. Với lại thánh với lại cái tuyến giới thiền bi của bên gì ta, trong Vạn Linh Cảnh là thánh linh đệ thất. Hết cho mình hỏi nghịch mệnh thuật sau khi hồi sinh một người giết chết một người, vậy phải giết người bằng tu vi hay tùy ý? Cái này nó không đề cập tới đâu, trong chuyện này thì nó không đề cập tới, có nghĩa là kêu giết vậy thôi chứ không có đề cập tới nhiều. Mấy nhân vật như Côn Bằng, Trúc Long, Nữ Oa bị hàng Nga kêu, linh hồn có đến được Hoàng Tuyền thế giới giống Lục Nhĩ không? Hình như là trong đó có nghĩa là những nhân vật này nếu mà linh hồn không bị tiêu tán là đều đến tiểu Hoàng Tuyền. Nhưng mà tại sao không xuất hiện? Có nghĩa là ở đây lúc mà côn bằng với Kỳ Lân lúc đó là kiểu như là phi ra ngoài bạo tạc luôn rồi, có nghĩa là có thể là tan nát cả linh hồn, hoặc là đến khi mà đến được tiểu Hoàng Tuyền kiểu như là sức mạnh yếu quá thì bị mấy nhân vật trong đó thôn phệ luôn. rồi là nuốt luôn. Nên là nếu mà sau này có xuất hiện thì chúng ta cũng có thể hiểu được là đã đến Tiểu Hoàng Tuyền. Không xuất hiện thì chúng ta hiểu là đơn giản là linh hồn đã bị mất rồi, không gì khó hiểu cả. Nếu Diệp Tử và Diệp Vô hợp lại một sức chiến đấu thì mạnh thế nào có đánh thắng Tê Chiếu không? Khả năng không đánh thắng nổi Tê Chiếu đâu. Tê Chiếu thực ra nó âm mưu còn rất nhiều, và Tê Chiếu rất là mạnh nhé. Trong đây rồi vài bữa các bạn sẽ thấy Tê Chiếu bá đạo đến độ nào. Hôm qua đọc là 9 người, sau lại bảo là 12 tổ vu. Nhiều lúc nó hơi nhầm một tí thôi, nhưng các bạn nhớ là tổ vu là 12 nhé. Kế hoạch thứ 3 của Tê Chiếu đang thực hiện, các bạn cứ chờ đây vài bữa là có đấy. Này, hết cho hỏi Linh Uy trong Hắc Ám Tây Du, một là đàn ông, Hắc Ám Tây Du lại là phụ nữ. Hai người này thì có liên quan đến nhau, nhưng mà hai tên nó khác nhau các bạn này. Linh Uy khác và Linh Uy Tử Mạch nó khác, có nghĩa là phần 2 nữ là Linh Uy Tử Mạch chứ không còn Linh Uy nữa. Mình đọc là Linh Uy á, thì các bạn nên thắc mắc là phần này nó là nam, tại sao phần kia nó là nữ. Nhưng mà đây hai tên khác nhau, Linh Uy và Linh Uy Tử Mạch nó khác nhau các bạn. Có liên quan nhưng mà nó hai người khác nhau hoàn toàn. Gì đây? S. Tà Quân là nhân vật tay sai của Ma Quân Tê Chiếu và là một người nổi tiếng lúc đó, nhưng khi gặp lại Tê Chiếu thì lại làm bộ không biết. Wow, cái này câu này mình hơi khó hiểu này. Và Nguyệt Hoàng Tuyền với Sáng Thế Thần Quốc là minh hữu trăm vạn năm rồi. Bàn Cổ Giới với Nguyệt Hoàng Tuyền là bản thân, vì sao lại phản bội? Có nghĩa là như thế nào? Trong đây có nghĩa là chỉ phản bội nhau ở trong tuần thế giới thí luyện. Tại sao phản bội? Có nghĩa là bên Sáng Thế Thần Quốc là bị giáng trần kích động, còn bên Hoàng Tuyền Thế Giới thì do là Tê Chiếu kích động, đơn giản như vậy thôi. Còn Tà Quân với Nhật ở câu cái phần hỏi đầu mình cũng không hiểu lắm, chắc để mấy bạn khác hiểu câu hỏi thì giải thích dùm mình. S hỏi Thất Bảo Diệu Thụ và Nhân Sâm Quả Thụ của Đạo Chuẩn cho Kiếm Hàm Liễm Thần có tác dụng gì không thấy nhắc tới. Có thể là cái đó nó không có tác dụng nhiều, hình như về sau nó không nhắc tới đâu. Hai cái đấy hình như là không có nhắc tới nhiều. Mình có thắc mắc là trong trận chiến với Hóa Lôi Tổ Giới, Hóa Lôi Tổ Giới đã bị loại, vậy khi Thông Thiên nhập ma, Lạc Lôi đạo nhân lại phải nhờ Hoàng Tuyền tiêu diệt Thông Thiên và đồng ý quy phục. Đã bị loại thì Thông Thiên có nhập ma cũng đâu ảnh hưởng. Các câu này rồi bạn này có sự nhầm này. Hóa Lôi Tổ Thông Thiên giáo chủ là người của Vạn Linh Cảnh nha, Vạn Linh Cảnh chứ không phải là người của Hóa Lôi Tổ Giới, và Lạc Lôi là người của Hóa Lôi Tổ Giới. Câu hỏi này bạn bị nhầm này. Hóa Lôi Tổ Giới có nghĩa là Thông Thiên giáo chủ là người Vạn Linh Cảnh chứ không phải Hóa Lôi Tổ Giới. Các bạn các bạn nhầm rồi. Như Lai sắp quay trở lại không anh? Đúng rồi, vài bữa sẽ có này. Hết làm clip nói về các chiêu thức của Tôn Ngộ Không như Cửu Tác Quyết, Nam Thức, Hỗn Độn Ngũ Quyết, Vạn Yêu Phá Thiên Quyết nữa từ. Tại bây giờ nó chưa ra hết, khi nào nó ra hết thì mình sẽ cố gắng tổng hợp cho các bạn một cái chiêu thức để lại. Như Lai thật sự chưa chết, tại sao đến gần thí luyện vẫn không thấy nhắc đến, từ vài bữa sẽ tới thôi. Gần có nghĩa là thí luyện này nó cũng chỉ là một trong những âm mưu thôi chứ không có phải là toàn bộ đâu. Rồi, theo mình thấy là cũng khá là hết rồi đấy. Ok, có nghĩa là mình nói lại một lần nữa này, những cái video này có nghĩa là video thủ tục nhé, các bạn nhớ là thủ tục. Bạn nào có nhu cầu xem, thắc mắc thì các bạn xem, còn không thì các bạn đợi đến khi nào chuyện nó ra. Cái mục đích làm những cái video này thì mình đã nói qua rất là nhiều lần rồi, nên mong là các bạn thông cảm cho mình vấn đề này. Và sau khi cái phần này kết thúc á, thì bên Lãng Tầm Kiếm Hàm sẽ thuê người làm. Thứ hai đấy, còn cái phần bộ chuyện gọi là Âm Mưu Tây Du Ký ấy, mình phải cân nhắc lại để xem thế nào, bởi vì cái bộ chuyện đấy nó những cái nội dung nó ảnh hưởng khá nhiều vấn đề, và nếu có làm thì phải thực hiện ở một kênh khác. Còn kênh này sau khi mà thực hiện xong cái bộ chuyện này ấy, thì mình sẽ quay trở lại cái nội dung cũ, như nội dung kiếm hiệp, phân tích tiền hiệp, vân vân bla bla. Nói chung từ mình sẽ kể cả lịch sử nữa. Rồi còn riêng mà chuyện đọc ấy, sẽ chuyển qua cái bên kênh Lãng Tầm Kiếm Hào đọc hết. Và sau này mình sẽ cố gắng lập ra một kênh khác, có nghĩa là để mình đọc các bộ truyện nó có sẵn rồi, để cho các bạn thấy là đọc một cái bộ truyện nó có sẵn, không phải thuê người dịch, nó đơn giản. Như ngày nào mình ra 1-2 hồi cho các bạn coi thoải mái. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.